Yo yo yo, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt City. Trước khi bắt đầu video, rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn yêu thích mình, hãy để lại cho mình một like và subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Thì ở tập 17 thì chúng ta đã mới vừa xong hoàn thành cái nhiệm vụ gọi là cứu cái thằng Julia gì đó khỏi cái con cá sấu huyền thoại các bạn. Giờ chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo nha. Yeah, nhiệm vụ gì đây? Cho vay nặng lãi nữa à? A similar kind of people to us, lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be rich. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? This is filthy work. We'll need money in Australia. For cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, here they are. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. And then, an apprentice undertaker working in Rhodes. His name was Gwen Hughes. Some fishermen by the name of Davison. Algie Davison, okay. Living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on that, you know. Okay. À, đi đòi nợ nữa à? À, đồ phộng. Suốt ngày cứ đi đòi nợ vậy ta. Để mình coi mình ok Lagat, mình sẽ di chuyển nhanh tới Lagat. Ồ, có mộ nữa kìa các bạn. Ồ, có mấy ngôi mộ ở đây nè. Cái chuyện mà đòi nợ mình sẽ từ từ làm ha. Hiện tại mình sẽ tập trung làm cái nhiệm vụ chính nè. Đây, chỗ này là cái chỗ mà con cá sấu khổng lồ nè. Các bạn có để ý nó bị lỗi không? Nó mới xuất hiện một đống người. Các bạn để ý. Đây nè, nãy nó mới xuất hiện một đống người đây nè. Game mà các bạn, đâu thể nào hoàn hảo được. Dữ dữ dữ. Wow, đông người vậy. Báo thù là niềm vui lớn, đậu phộng. Các bạn có biết câu trong châm ngôn của thằng Đất ở mấy tập đầu 1, tập 2, tập 3 không? Báo thù là một niềm vui trả thù á. Một cái sự xa xỉ. Nãy giờ nó gọi là niềm vui lớn. Lật mặt như lật bánh tráng vậy ha. Most loyal latrine digger, wasn't that it? Yeah, well, I fought, and I fought well. So you always tell us. You taught me something you could do with learning. Them Indians were savages. Watch them out there, boy. Watch it. Only type of savage in these parts are moonshine, swilling, pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw. What you saw was people who lost everything to savagery. Savagery of peasants. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation. Interesting way you boys got to prepare for a killing. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though I do. Well, leaving love aside, you think we got this?
Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. You pick us up yonder. I got you. Thank you. À, tập này mình lén vào nhà sao của thằng chùm mafia nè. Ở nhà thằng chùm ở đâu ta? À, các bạn có thấy cây súng không? Có một cái khẩu súng ở đây nha. Ok, ok. Ok, ok. À, để tôi đi lượm cái khẩu súng đã. Sao? Lenny, Bill, you're with me. Arthur, John, you take the left side. If you see a shot. À, có cơ hội là nổ súng luôn. Đạn nổ. Đạn bộc phá. Đạn tiêu chuẩn. Nãy tôi quên mua đạn các bạn. Ờ mà thôi khỏi, lấy súng lục đi cho nó mạnh. Cần gì? Rồi sao nữa? Bắn luôn hả? À, để tôi lượm cây súng chứ có gì chứ á. Mục đích của tôi là lượm cây súng thôi. À, nhà ông phi mafia này khá là đông nha. Đây cây súng đây. Tối quá không thấy gì chân á. À, chui vô nhà đi. Đỡ bị bắn. Ơi lục đồ mấy thằng này đã. Ủa cái súng nó có hiếm không ta? Tờ để tôi coi nha. Volcanic. Volcanic thì giống cây của mình mà. À Scott là khác. Súng này mạnh không ta? Hình như nó đã giống nhau đúng không mọi người? Giống nhau ông ơi.
Đó, các bạn có thấy băng của mình không? Đó, đi tới đâu là tàn sát cái đó. Tụi này là cứ một thằng là được 4 đô 4 đô, 10 thằng là 40 đô. Gì trời, sao mấy đứa này không ai lên như vậy? Ảo nha, gương bắn gì không bể. À, nó bắn mình chết luôn. Ai? Shoot that out, Arthur. Good. Now take that damn door in. Yeah. Cái này có 55 viên à. Đạn này đạn bạc phá nè. Ủa, đạn bắn lần 3-4 viên. Ê. Thằng này nãy mới giết tôi rồi đúng không? Từ để cài đạn đó. Ồ, bắn mấy cái đạn nó cũng bỏ lên rồi. Được được. Sao? Tính làm gì tao? Tôi nghĩ là phòng này nè, khỏi cần kiểm tra phòng kia. Cái gương này không lấy được à? Ủa kỹ ta. Kìa. Ở đâu? Có một anh, các bạn nhìn trên chấm bản đồ á, là sẽ có một nhân vật ở đây. Đó, kìa bị lỗi nữa rồi. Bỏ tay. Rồi, bị lỗi rồi. À, game kỹ chạy. Mở cửa ra là thấy nhân vật đó nè. À, ông này ở đây. Súng mà không có đạn. Để tôi lụm cái khẩu súng đã. Cậu này đi mua đạn nữa là được. Ok. Ồ, 155 đô nha. Các bạn có hay nghe tiếng còi của cảnh sát không?
Tụi này nó tính bắt cóc ông này để lấy tiền chuộc nè. Hey, big man, we gonna ransom you or what? You're pathetic. Well, I am. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men, all your money, it weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You do nothing. You mean nothing. You stand for nothing. Me, I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You are what people are running from. I possess things that you will never understand. Oh, you don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Your friends, the Pinkertons, are gonna come and rescue you, you repulsive little maggot. Call them now. You call them. Các bạn nhìn thằng Arthur kìa. Nhìn thằng Dad với ánh mắt kìa. Ngạc nhiên luôn á. Jesus. What in your philosophy books cover feeding the fella? The goddamn alligator, Dutch. Part that covers weakness. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it. But it is us or him. I figure it might as well be him. Cái súng lục màu đó bắn mạnh ông ta. À, tính là đi giết cô, đi bắt cóc ổng à, để đòi tiền chuộc. Mà rút cuộc không có đồng nào. Chán chết. Okay. Good morning, Arthur. Ủa, hình như nó có cái tài liệu cho mình đọc hay sao ta? Để mình xem. Với lại mình còn nhiệm vụ đi thu tiền nợ nữa kìa. À. Lá thư nè. My dear Arthur. Nữa. I hope this letter finds you well. Lại con Mary nữa. I wanted to thank you for your help with Jamie. He and Daddy are still arguing, but I understand that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life and we are all truly grateful. Oh, Arthur, I have made such a mess of my life time and again. Why can I not change and be the woman I want to be? Why couldn't you change and be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment? Life is very confusing, and I see now that I am not very good at it. I'm afraid we've got ourselves into another mess. It's not my fault, but I need your help. I'm staying at the Hotel Grand in Saint-Denis. Oh, Arthur, I know it is wrong to ask you,
But I have nobody else. And for what we once had together, I beg of you, even though I am ashamed to do so. Yours, Mary. Ok. Bức thư thứ hai. À, mình sẽ lấy một ít mũi tên. Nó cho mình lấy đạn không ta? Dao ném, bơm rượu. Hồi bữa ở cái khu vực kia mình kiếm được cái kiếm hải tặc các bạn. Quá phê. À giờ sao ta? Không có nhiệm vụ nào chắc vậy? Hai nhiệm vụ này, hai nhiệm vụ phụ đúng không? Hay là mình phải thu tiền của mấy người này? Có thể á. Ai? Được rồi. Giờ mình sẽ cố gắng đi thu tiền luôn. Cái khu vực này mình sẽ di chuyển bằng ngựa cũng được. Mình lên đây thu tiền trước ha. Mình lên đây thu tiền trước đi. Mình sẽ di chuyển nhanh đi. Cho lẹ. Ngựa mình đâu ta? Tự nhiên nhìn gì phía nói về thằng này nhiều chuyện à. À mình còn một cái tấm tấm con bò rừng tốt hôm bữa mình săn được, mình quên đấy. Rồi, mình sẽ di chuyển nhanh cho lẹ. Đây, cái nhà này để mình đòi tiền đây. À, để mình lại đây mình mua súng đạn cái. Cái súng này cũng giỡn chứ cũng không có xịn. Này cái súng hồi tối mình đáng lẽ mình lụm này, hai cây này nè. Nhưng mình có lụm cây nào đâu. Mua cũng được chứ đâu có gì đâu. À, kim loại nồng nè các bạn. Bằng vàng nè. Khung thì mình để bằng màu đen cũng được. Mấy cái này mình để màu vàng. Rồi. Khắc nè, khắc hình bắn súng nè. Này cũng được.
vật liệu nè. Đẹp không? Ok, bây giờ mình sẽ nâng cấp một số thứ. Ok. Rồi. Súng trường. Ồ, cái shotgun này mua được nè. Shotgun bán tự động. Cái khung mình sẽ để màu đen ha. Thép đen. Ê, đậu phộng. Thôi, bỏ đi. Mình sẽ tùy chỉnh cái cây... quyết tên sẽ mua thêm. Đây, mình sẽ tùy chỉnh cái này. Looks like you're taking care of that weapon. Good to see. I can rifle the barrel for you if you'd like. Cái này thì chắc cũng bình thường thôi chứ. Chẳng qua là nó lạ thôi. Cái này trong cái đột kích đó các bạn. Không biết các bạn nào chơi đột kích trong game đó thì khá là lâu rồi. Đột kích bắn cũng phê lắm á. Nó có hai chế độ. Ok. Khắc hình thân súng. Cái này đẹp hơn. I make sure to test all my goods for quality and defects. That's a guarantee. Ngon ha. Khắc hình bán súng. Bọ cạp. Con rắn. Đạn dược. Ok, các thành phần. Rồi. Thank you. Thank you. Fine morning. Okay there? I ain't never gonna get the hang of this. So, you heard anything about any bounty hunters in these parts? I don't care if it's pretty, no, right? No idea. Apprentice. More like servant. Đây ông này đây nè. Đây đồ tiền ông này nè. Má nhìn nhìn nó sợ mình kìa. I need more time. Doesn't everybody?
That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. But, come with me to the churchyard. Gì? Nghĩa trang à? Stay close. Oh, this ain't right. I mean, I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but, don't leave me now. This, it ain't exactly right, what we're doing. I said stay close. Ui, bị kẹt rồi. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Stay close to me now. Giờ mình sẽ You head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. Đi đào bộ à? Đào phòng. Jesus. Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Vậy là mình phải đi đào mộ. Oh, damn it. There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off. And I'll wait right around here. But don't hurt nobody. Don't be shy, ain't no one. Get out of here, kids. Move! Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. It's all clear. All right. Now go watch the gate. I'll get to this, exhumation. À, đừng gác cổng nữa chứ. Ồ, coi có người muốn vô kìa. I'm sorry, ma'am. The church grounds are closed for maintenance work. Well, it's about time too. The place was in need of some care and attention. Nhiệm vụ của mình đứng đây chặn mấy cái người trong làng nó vô. Lâu với ta. Ồ, nó đang đào kìa. Ý, có người vô nữa kìa. À, thằng này dám chống đối mình ạ. You hear this fella? I heard him all right. We're gonna leave. Láo nhỉ. À, láo. Thằng kia một đấm là nằm rồi. À. Sao? Nhẫn cưới vàng luôn. Ok.
quỷ này nào xong chưa? Nói cái xác kìa các bạn. Nhìn ghê không? Trăm kim cương. À ghê thiệt, nhìn kìa. Đào mộ. Ok. Giờ mình sẽ đi xuống dưới đây đòi tiền. Ở dưới đó có ai ta? Cái khu vực đó có ai dưới ta? Để mình đi nhanh cho nó lẹ. Lại coi cái nhà hồi đó bị đốt rồi các bạn. Hồi đó băng nhóm của mình đốt nè. Đây chỗ này nè, nhà nó bị đốt cháy luôn. Lại đây hình như lâm được đồ của bà đó. Các bạn nhìn khung cảnh đẹp không? Vậy mà mấy cái cây nó vẫn còn mới ghê chứ. Ủa có mấy người đó nữa kìa. Nè các bạn, lại đây nè các bạn thấy không? Đó, xác của bà nè đó nè. Giờ mình lục đồ của bà, lục đồ của bà nè. À, trăm cài tóc à, các bạn thấy ghê không? Đóng ngoài tàn. Còn gì đâu. Con người cũng trở về với cát bụi thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ui vãi, mấy cái cây này nó kiểu như nó cứng á. Yeah. Mình sẽ săn con bò này luôn nha. Súng đeo đúng. Con bò này mình nghĩ 3 sao á. Thôi. Má con ngựa lại đây. Phải rồi các bạn ơi. Tại vì mình săn bò trên đất của nó mà. Nên là nó bắn là đúng chứ đâu có gì sai đâu. Một con bò mà ở ngoài á, thị trường là 20 mấy triệu á.
ai ở khu vực này ta? Ủa, có nhà khu vực này luôn nè. Có gì, có mấy cái điếu xì gà, điếu thuốc lá. Nhắc mới nhớ. Có thuốc lá không, hút điếu. Không có ai ạ. Ồ, không có ai ta? Hay là đi đâu câu cá rồi? Để tôi tìm kiếm xung quanh. Sao trong nhà có ống khói ta? Để tôi thử tôi bắn ổ khóa coi. Ồ, không có ai thật à? Ủa là sao ta? Đậu phộng. Cây nha. À. Để tôi đi dạo một vòng. À, nó thu ngắn rồi, còn vô đây rồi, chắc là ở đây à. I'm here to collect. I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, I got your money. Every stinking cent. It's in the house. Hell, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other again. I got a powerful thirst on me right now. How about you? You gotta be stinking drunk already to do this kind of work. I like doing it sober. You take my money, surely you take a drink off me as well. That would be the mannerly thing to do. Let's us handle the money first. Worry about manners later, okay? I could be fishing. You were catching flies, you weren't catching fish. Now come on. Let's get us that death. This is as fast as I can go. Come on here, boy. Huh? Wait, what's going on? Don't just stand there. Go fix us a drink. À, ngôi nhà này có khẩu súng ở đây nè các bạn. Đây nè. Mình không biết là có nên giết ổng không á. Drinks ready. Right there, miss. It's our life savings. Come and take what you owe. Ah. Không giết cũng phải bắt phải giết. Thằng con đâu? Lấy cây súng này luôn chứ còn gì nữa.
Ủa? Thằng con chạy đâu nhanh vậy? Tiền thì ở dưới ống khói này chứ đâu. Hai. À, tôi nghĩ là dưới giường. À, thằng con nó núp dưới giường các bạn ơi. Son, I want to get out of here, but I can't until I find some money. There's some in my footlocker. I've been keeping it away from him. Ain't that lucky? I think I know the sum. That should cover it. Ain't you the good son? Should be proud of yourself. Thằng nhóc này im lặng, nó còn tiền nữa chứ không phải có nhiều đó đâu. You think there's more here? That's it. Please. Ở đâu nữa Tăng? Tủ này hả? Tủ này chắc không có đâu. Để mình đi vào phòng bên đây xem thử. Rồi, được rồi. Ok, giờ mình đã xong hai con nợ. Mình xem còn con nợ nữa không. Đây, còn hai con nợ trên đây nữa. Rồi, ok. Thôi, mình nghĩ là cũng sẽ kết thúc tập này tại đây. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.